Chị ở đâu nhỉ? Có ngồi dưới đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ trở thành một cổng, được chào cổng, chào. Có vẻ anh đã lại thông báo với trước rồi. Thấy chưa? Những ai đã thử gặp em sẽ không thể quên anh được. Dù cho bao nhiêu người ta đã trôi qua. Ê chị, lại cũng lại sửa nhẹ nhé, giống như kiểu được chứ. Oi quá, trời kiểu nó tịch đổi tiết để tiết luôn. Dạy nghề à? À, kỹ năng số. Kỹ năng số là nó đến tận cơ quan em để họ học được. Một trong đồng chí ít biết về số của mình. Anh sẽ không bị nhà. Vậy thì anh sẽ đi đâu? Có lẽ anh sẽ qua ở nhà bạn. Anh hay xem cùng. Hãy cố lên mất được không? Anh không nên buồn bã vì những lần của người khác. Với anh là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất trên đời này. Thank you.